Em thảo lông lưới hôm nay sẽ chia sẻ tới các bác về một cái mẫu lưới chất lượng nhất của đơn vị em thảo. Và đây là một cái mẫu lưới 29 290 và tổng chiều dài của nó sẽ là 9 m. Về dòng lưới này thì chi tiết đầu tiên luôn cho các bác biết là về phần đuôi của nó cũng là mắt 7 ly và phần thân của nó cũng sẽ là mắt 7 ly luôn nhé, bằng nhau, dành cho các bác để mình đi đánh cá và đánh sông đánh biển. Và đây là một dòng lưới đặc biệt là dòng lưới đuôi đen các bác ạ đấy về chất liệu khung thì em sẽ làm bằng một cái khung sắt cứng nhất để đảm bảo cho các bác sử dụng làm sao cho nó thật bền đấy và dòng này thì các bác nhớ gọi là thân trắng đuôi xanh đen nhé các bác anh em nhá bởi vì nhà em có một loại đuôi xanh đen và một loại là đuôi xanh lơ thì hôm nay bên xưởng nhà em Thảo thì đã làm xong với cái số lượng rất chi là nhiều một cái mẫu lưới mà hiện tại em đang đưa tới các bác khá là lớn trên mọi miền tổ quốc tất cả các bác nhà mình mà cứ mua từ 5 cái trở lên thì em Thảo đã miễn phí ship hoàn toàn rồi. Còn đây về phần này là cái lồng cua này các bác anh em này Lồng cua thì đang vào mùa nước Lồng cua này một ngày thì em đi đơn cả nghìn cái luôn nhá Bác nào có mua lẻ từ 3, 4, 5 cái thì cứ alo tới em em cũng sẽ gửi đến tận nhà Lồng cua này giá rất thấp chỉ có mấy chục ngàn thôi Về cái phần lưới này thì lưới siêu dày và siêu to Đấy, và bây giờ thì em sẽ quay cận cảnh về gần những chiếc lưới này để cho các bác nhà mình được tham khảo tận nơi để biết chi tiết về cái mẫu lưới này nhá. Đấy. Quay gần vào đây để cho các bác nhà mình được xem. Về phần lưới này đây là một cái phần đuôi của nó các bác nhìn về cái đuôi này, dày đẹp như này. Bao chất lượng dày như này để các bác này mình dùng siêu bền nhá. Rất nhiều bác bảo là tôi mua của bên cô rồi, thật sự rất là ok. Tôi giới thiệu được rất nhiều người ủng hộ và mua tiếp rồi đấy ạ. Thì thực sự là rất cảm ơn những cái lời động viên của các bác. Và cũng như là các bác đã ủng hộ bên đơn vị em. Về cái phần khung này nhá, em sẽ làm bằng khung sắt cứng, các bác ấn cho mình không giờ lún. Và về cái phần dây, nhiều bác là đòi hỏi dây to này, thì cái phần lưới này cái dây của nó to như là dây chạc luôn nha các bác nhé đây dây kéo của nó dây này sử dụng dùng cả nước biển và cả nước ngọt để các bác này đấy và với mẫu lưới này thì nó là một cái mẫu lưới phải gọi là cao cấp nhất không còn loại nào cao cấp hơn của dòng mắt 7 ly nhá các bác thì mình nói nó tương xứng 7 ly là các bác phải tương xứng là bằng cái đầu ngón tay này thì à, nó mới là cái mắt 7 ly Đấy, còn về lưới xanh là mẫu phổ thông mà đơn vị em đang đưa tới các bác để đi bắt tép, bắt tôm. Thì đây là cái mẫu lưới để bắt tiếp nha các bác anh em nhé Cũng là một dòng lưới đặt dòng lưới xanh dày nhất đây Các bác nhìn này Đấy Lưới này nó có nhiều loại nhưng mà để làm sao các bác chọn được một cái mẫu lưới tốt nhất trong cái mùa đi bẫy của năm nay thì em sẽ đưa tới các bác đây là mẫu lưới xanh. Thì đơn vị em Thảo hiện tại là đang có từ 15 khung cho tới 29 khung. 15, 19, 21, 24 và 29. Ba loại nhé và giá thấp nhất thì là 130.000 đồng cho một chiếc. Đấy và bác nào có mua từ 5 chiếc là em miễn phí ship hoàn toàn. Về vân khung của nó thì là khung 30 này, cách nhau 20 và cao 20 ở cái dòng lưới xanh này. Bao chất lượng nhá. Với các bác mà đã sử dụng rất nhiều cái dòng lưới rồi mà khi các bác thì mình mua nhà em lần đầu thôi. Em tin chắc là các bác sẽ ưng ý và sẽ tiếp tới lần sau luôn. Bởi vì đây là những mẫu lưới đặt. Các bác nhà mình đặt bao nhiêu mới làm được đấy nhá. Cho nên là quá là ok để gửi đến tay các bác nhà mình đấy ạ. Đây ạ, à, đây là cái ngắn này các bác này, cái ngắn này là 10, uh, 15 khung này, 15 khung, 19 khung Đấy, về chất lưới này nhà em thì các bác thì mình cứ sử dụng siêu bền thôi nhé, sử dụng mãi luôn. Nhà em thì cũng đánh suốt rồi, một cái này còn đánh 5-7 năm vẫn thoải mái luôn. Đấy, và trong cái um, dịp này thì đơn vị em đang làm cái mẫu lưới xanh này rất nhiều. Đấy, bác nào mà đang quan tâm hoặc là đang uh, muốn mua cái mẫu lưới này, các bác hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video nhé em hãy tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác và đây là mắt lưới 2 ly dòng để các bác này mình bắt tép gạo bắt những con nhỏ nhất thì các bác sử dụng cái mẫu lưới này đấy nếu như em thì các bác cứ đánh cả nước biển cả nước ngọt đánh sông thoải mái cho em nhé mà bao là phải chất lượng là phải đẹp đấy, còn về lồng cua thì uh, quay cho các bác xem một chút về cái lồng cua thì hiện tại em đang đưa tới các bác lồng cua rất nhiều lồng cua này thì giá rẻ thôi mấy chục nghìn một cái đấy, bác nào mà mua xỉ số lượng nhiều nhé uh, mấy chục cái giờ lên thì em sẽ đưa tới các bác rất rẻ còn đối với các bác mà mua ít ít thì sẽ là 50.000 đồng trên một cái Và lưới phải là lưới to như thế này này Lưới to như thế này Mới là dòng lưới tốt nha các bác nhé Cua cắp thoải mái luôn Khung sắt cứng này Lồng này lồng một khuy Và chiều dài rộng của nó thì sẽ là 50 Còn chiều ngang này của nó thì sẽ rơi vào tầm 35 Đấy các bác phải để ý đúng khung cứng như này nhé Cái này thì em đã đi đánh cua rất nhiều để cho các bác này mình xem rồi Đấy và với mẫu lồng này từ 10 cái là em miễn phí ship hoàn toàn Đấy, bác nào mà đang xem video mà đang quan tâm và đang muốn tư vấn thật kỹ, xem thật kỹ thì hãy vào Zalo của em nhé. Để em sẽ chi tiết cho các bác nhà mình xem từng mẫu một để các bác nhà mình tham khảo cũng như là để lựa chọn. Đấy, bác nào mà đang muốn xem hàng nghìn sản phẩm khác nhau của đơn vị em thì nhớ cho em xin một like nhé. Nhấn vào chuông và nhấn ngay và đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác những cái sản phẩm hữu ích nhất của đồ đi bẫy cá bẫy cua bẫy tôm của bên xưởng em thảo xưởng lồng lưới cảm ơn các bác đã theo dõi video này chào và hẹn gặp lại các bác ạ